Tập 33. Bạn Lăng, ba con hôm nay là nhập viện nữa rồi. Có chuyện gì vậy? Cũng không biết chuyện gì, cũng không có gì xảy ra hết. Đột nhiên cứ tái phát bệnh vậy đó. Khi nào thì con quay về vậy? Mẹ đừng sốt ruột, con lo xong chuyện bên này sẽ quay về ngay. Mẹ Trương, mẹ nhất định phải trông coi thật kỹ ba con. Có chuyện gì thì nhất định lập tức nói cho con biết. Còn nữa tuyệt đối đừng để máy nghe điện thoại của ai hết. Tất cả mọi chuyện của công ty cũng đừng cho máy biết. Đợi con quay về, có biết không? Anh Tiểu Mã, nhìn biểu cảm của anh kìa, sốt ruột y như mẹ của em vậy. Nào, uống nước ép đi. Chị Mạn Lăng vì có chút chuyện nên mới vội vàng ra ngoài. Chắc là một lát nữa sẽ quay về thôi. Uống nước ép đi. Anh cũng không suy nghĩ đi. Người ta quản lý một tập đoàn lớn như vậy mà đã ở trong bệnh viện với anh tận một tuần. Anh biết đủ đi chứ. Anh thực sự có phúc lắm đó. Có thể tìm được bạn gái tốt như vậy giống như chị Mạn Lăng. Khi nào thì xuất viện vậy? Bác sĩ nói thứ năm có thể tháo băng ra rồi. Đến lúc đó nhất định phải cảm ơn thật nhiều chị Mạn Lăng. Chị Mạn Lăng, chị quay về rồi à? Vừa rồi chị ở bên ngoài nói chuyện với A Căng. Anh có ngoan không vậy? Chị Mạn Lăng, chị có muốn uống nước ép không? Em rót cho chị. Không cần đâu, không cần. Tiểu Mỹ, ngày hôm đó em nói mọi người đều nghi ngờ chuyện này là do Bạch Cương chỉ thị sao? Dẫu sao thì em cảm thấy cũng chính là hắn ta. Ngoại trừ hắn ta thì em không nghĩ ra ai có thâm thù đại hận với anh Lương. Vậy anh thì sao? Đừng đoán. Phải rồi, công ty có chuyện đột xuất, muốn em phải đi xử lý. Em phải ra ngoài một chuyến, có thể muộn chút mới quay về, có được không? Đừng đi tìm hắn. Không đâu, em chỉ tới công ty tìm Lợi Lợi thôi. Vậy em đi nha. Vậy Tiểu Mỹ vất vả cho em rồi. Yên tâm đi, em sẽ chăm sóc anh ấy. Nào, anh Tiểu Mã uống nước ép đi. Nào. Bạch Cương, bên chỗ này của bác đã ổn thỏa hết rồi. Các công sự của lão già Diệp kia đều đang xin phá sản. Bác đang tìm người khích lệ công nhân của ông ta gây chuyện. Bác cũng đã gửi cho ông già đó bức ảnh chụp chung của ba cháu và ba mẹ Diệp Mạn Lăng năm đó. Ông ta liền nhập viện ngay tức thì. Những gì còn lại đều trông đợi ở cháu rồi. Mời cô vào trong.
Em mới từ bệnh viện đến đây phải không? Vết thương của Mã Lương như thế nào rồi? Giống như anh muốn đi thăm cậu ta, nhưng mà lại cứ luôn bận rộn. Hay là anh sợ anh đến đó sẽ làm cho cậu ta kích động? Tôi có thể gả cho anh, nhưng mà tôi có điều kiện. Nếu như tôi gả cho anh thì anh phải đồng ý mới được. Đây là một cuộc giao dịch sao? Tùy anh hiểu như thế nào. Em không cần nói, anh biết điều kiện của em là gì. Nhưng mà em đến đây nói chuyện với anh như vậy, anh không thích. Quá trình không quan trọng. Anh cũng không quan tâm đến quá trình mà, bởi vì thứ anh muốn là kết quả. Thứ mà tôi cho anh cũng là kết quả. Cô hận tôi như vậy, vậy tôi cưới cô về chẳng phải sẽ khiến cô có cơ hội báo thù tôi hay sao? Sao đây? Vậy cô dám muốn tôi không? Không có gì là tôi không dám. Cô cũng không cần kích tôi như vậy. Ở trong lòng tôi, cô luôn là một công chúa cao ngạo. Nếu như đã là công chúa, vậy cô muốn gì tôi cũng đều sẽ cho cô. Nhưng mà chỉ có một điểm, đừng coi tôi là tên ngốc. Anh muốn nói gì cũng được, tôi không muốn trả giá với anh. Rốt cuộc được hay không, anh cho tôi một câu dứt khoát đi. Mạn Lăng, nếu như cô đã đến đây bàn chuyện giao dịch hôn nhân, vậy thì không cần phải làm bộ dạng ép người như vậy. Tôi vì để theo đuổi cô đã tốn công sức tìm hết mọi cách, quả thực đã làm ra rất nhiều chuyện quan đường, làm tổn hại đến gia đình và bạn bè của cô. Hơn nữa cũng làm tổn thương cô. Nhưng mà cô phải hiểu, tất cả những chuyện này đều xuất phát từ tình yêu. Chỉ cần là vì tình yêu, tôi cảm thấy chuyện gì cũng đều có thể tha thứ được hết. Giống như bây giờ cô chịu gả cho tôi, đồng nghĩa với việc lại cho tôi một cơ hội. Tôi có thể dùng tình yêu của tôi để bù đắp những lỗi lầm của tôi, khiến cô nhìn thấy được sự chân thành của tôi, ý tốt của tôi. Mạn Lăng, tôi yêu cô. Vận mệnh của chúng ta được buộc chặt với nhau, cô không biết được nó chặt đến cỡ nào. Đây chính là số mệnh của chúng ta. Vì vậy tôi chấp nhận cuộc giao dịch này. Nào, vì cuộc giao dịch của chúng ta, tôi sẽ uống cạn ly này. Hy vọng tình yêu của tôi có thể hóa giải được thù hận của cô. Lúc nào thì đi đăng ký kết hôn đây? Chỉ cần nhận được tiền thì lúc nào cũng được. Hạng mục văn sáng di của Diệp thị cần 20 triệu. Tôi tặng thêm cho cô một thứ nữa. Cô nói đi, tiền cầm cố căn nhà cũ của nhà họ Nguyên là bao nhiêu? 5 triệu. Được, 25 triệu. Buổi sáng ngày mai tôi có thể lấy ra được số tiền này. Được, sáng mai gặp ở cục dân chính, đem theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư của anh, đừng để quên, kẻo lại phiền phức. Mã Lương có biết không? Đây là chuyện của bản thân tôi, không phiền anh phải lo. Mạn Lăng, tôi sẽ làm ra một bản thỏa thuận trước hôn nhân, hy vọng cô có thể hiểu cho. Tùy anh.
20 năm rồi, chuẩn bị kế hoạch 20 năm rồi, cuối cùng cũng thành công. Thành công hết rồi, mình nên vui vẻ mới đúng. Nhưng sao mình lại không vui vẻ được như vậy? Tại sao lại không vui vẻ được vậy? Sao vậy? Nếu như có một ngày em không ở cạnh anh nữa, anh sẽ như thế nào? Anh có từng nghĩ qua vấn đề này chưa? Em nói nếu như mà con người luôn có quả hoặc phúc, một sớm một chiều mà sau này sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết trước được, có đúng không? Lỡ như ngày này đến rồi, anh chỉ có như vậy thôi sao? Đây không phải là anh Tiểu Mã của em. Anh dùng cả đời để đuổi theo em, sẽ kết hôn đúng không? Đây là câu hỏi gì vậy? Mã Lăng trả lời cũng được. Vậy em trả lời đi. Anh nói đi. Cô hỏi câu này không có một chút tính khiêu chiến gì hết. Tôi nói cô biết, kết hôn là chuyện đương nhiên rồi.
Lâu như vậy sao? Nhất định đã khỏi rồi. Ông yên tâm đi, cậu có thể xuất viện được rồi. Có thể hồi phục thành ra bộ dạng bây giờ đã là tốt lắm rồi. Qua khoảng thời gian nữa sẽ càng tốt hơn. Tạm thời không được ăn thức ăn cứng, hạn chế đụng nước, nói chuyện cũng cẩn thận một chút, tránh bị động vào vết thương. Chúc mừng cậu có thể xuất viện được rồi. Cảm ơn bác sĩ, không có gì. Anh Tiểu Mã, có thể hồi phục thành ra như vậy đã tốt lắm rồi. Đúng vậy. Đi thôi người anh em, về nhà thôi. Đi thôi, đưa gương cho tôi. Anh đừng nói chuyện vết thương lại bị đau đó. Kêu em đi lấy đi. Em đi làm thủ tục xuất viện. Về nhà đi. Về nhà thôi. Đi đâu vậy? Mã Lương à, cháu à, những ngày hôm nay ông luôn suy nghĩ, nếu như cháu trai này của ông trên mặt có thêm một vết sẹo, vậy không phải càng đẹp trai hơn sao? Được rồi cháu trai, đừng có xem nữa, chẳng có gì để xem đâu. Nam tử hán, đại trượng phu, cũng không phải dựa vào gương mặt để kiếm cơm. Cháu nói xem, có phải không? Chẳng phải cháu sợ nhất là người khác gọi cháu là gương mặt trắng sao? Bây giờ có được vết sẹo này, cháu đã không còn là gương mặt trắng nữa. Bây giờ tạo hình này của cháu gọi là vẻ đẹp bể dâu, hiểu không? Ông đi trước đây. Tạm biệt ông nội. Xe này như thế nào? Vì để cậu Nguy Phong lẫm liệt xuất viện mà người anh này đã đặc biệt đi mượn đó. Anh Tiểu Mã, anh không biết đâu, cuối cùng anh cũng đã xuất viện rồi. Trong khoảng thời gian không có công ty này, mọi người giống như con sùi không đầu vậy, loạn cào cào lên, đúng không? Đúng vậy, Nguyên Dương cũng không có tâm tư mà quản bọn tôi. Anh ấy chỉ lo bận xử lý chuyện của Lục Tuyết. Nhưng mà Tiểu Sương nhà chúng ta thì lại rất tích cực, muốn làm lại từ đầu buổi biểu diễn. Đúng, tôi đã nói với đám anh em kia, chỉ cần một câu nói của cậu thôi, bọn họ sẽ quay về. Sao vậy? Mặt bị rách nên tai cũng điếc sao? Em nói cái gì vậy? Đừng để tâm người anh em. Người vợ này của tôi không biết nói chuyện, về nhà tôi dạy dỗ lại. Cậu ta sẽ dám để tâm em chứ? Em không để tâm cậu ấy là được rồi. Nếu em để tâm cậu ấy nói em như thế nào thì em còn có thể sống đến hôm nay không? Được rồi, em bớt vài câu đi. Hôm nay tôi và Diệp Bạn Lăng đăng ký kết hôn. Dừng xe. Sao vậy? Dừng xe. Tôi muốn xuống xe. Dừng xe lại. Xuống xe cái đầu cậu. Xuống xe. Bất luận như thế nào cũng phải ra mặt chứ.
Đừng quản tôi. Ai thèm quản cậu. Tôi nói cậu biết, bây giờ không phải là chuyện của một mình cậu nữa, là chuyện của mọi người chúng ta. Không nhìn thấy nhiều người như vậy đều đứng đằng sau giúp đỡ ủng hộ sao? Dựa vào đâu một tin nhắn của Bạch Cương đã hù cậu thành bộ dạng như vậy? Mã Lương, cậu có thể nào đàn ông một chút được không? Anh Tiểu Mã, chúng ta đi xem thử đi. Dù sao cũng không phải thật, bởi vì chị Mạn Lăng đã quay về Thượng Hải rồi, đúng không? Anh Tiểu Mã, đi thôi. Nào đi, xuống xe. Anh Tiểu Mã, đi đi. Chuẩn bị tiền xong hết chưa? Tôi lừa cô lần nào chưa? Xác nhận đi, để cô yên tâm. Chị à, không sai, là tôi nói với cậu ta. Tôi để cậu ta biết. Mã Lương, tôi đang đợi cậu. Tưởng rằng cậu sẽ không đến, ai ngờ đến cũng đúng lúc. Mã Lăng và tôi luôn lo lắng cho cậu. Tại sao vậy? Em xin lỗi Mã Lương, sau này em sẽ giải thích cho anh biết. Bất luận là nguyên nhân gì, em cũng không được làm như vậy. Công ty Diệp Thị đối mặt với nguy cơ phá sản. Căn nhà cũ của vị thập nhất điểm kia của cậu cũng sắp trở thành của người ta rồi. Vẫn là cậu nói đó, cậu không có bản lĩnh, không có thực lực bảo vệ người phụ nữ của cậu. Lý do chỉ có một chữ: tiền. Đúng không? Rời xa hắn ta, đi theo anh. Mạc Lăng, tôi không muốn để lại tội danh là người lợi dụng lúc người khác đang gặp khó khăn đâu. Như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy không an tâm cả đời. Tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Tiểu tử này, hôm nay tôi kêu cậu ta đến chính là muốn cho cô một cơ hội lựa chọn công bằng. Nếu như cô lựa chọn một mình cô đi thì tôi sẽ rời khỏi. Tôi cũng sẽ rất yêu mến cô. Bạn Lăng, nếu như cô lựa chọn đi theo cậu ta, tôi sẽ coi như giữa hai chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Cô quyết định như vậy đi.
Em xin lỗi, anh hãy quên em đi. Tạm biệt, chúng ta đi thôi. Mã Lương sao rồi? Đúng vậy, Tiểu Mã không sao chứ? Nói gì đi, sao rồi? Anh Tiểu Mã. Này anh Tiểu Mã. Mã Lương. Mã Lương, anh muốn đi đâu vậy? Tiểu Mã, anh muốn đi đâu vậy? Anh đi đâu vậy Tiểu Mã? Này đi đâu vậy? Cô đi đâu? Tôi muốn quay về Thượng Hải để xử lý chuyện của công ty. Còn phải nói cho ba tôi biết chuyện của chúng ta. Cần tôi đi cùng với cô không? Không cần. Không cần anh đi đâu. Với tính khí của ba tôi, nếu bây giờ ông ấy nhìn thấy anh thì chỉ quỷ hoại hôn sự này thôi. Được. Vậy khi nào cô quay về? Anh sợ tôi đào hôn à? Nếu đến sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có, vậy chúng ta còn kết hôn làm gì? Yên tâm đi, tôi xử lý công việc xong sẽ lập tức quay về. Được, tôi đợi cô. Ba ngày sau tôi đi tìm cô. Chú Uông, chào chú. Cháu là Bạch Cương. Là như vậy, chú kiểm tra tài khoản của công ty đi. Hôm nay sẽ có 25 triệu chuyển đến tài khoản. Có 20 triệu là tiền đầu tư hạng mục văn sáng viên của tập đoàn Diệp Thị. Đúng đúng đúng, là ý của bạn Lăng. À còn nữa, chuyện là hôm nay cháu đã đăng ký kết hôn với bạn Lăng rồi. Đúng đúng đúng, cháu cũng rất bất ngờ. Chú Uông, là phiền chú bàn bạc với ba vợ của cháu xem ông ấy có yêu cầu gì đối với hôn lễ không. Nếu có thì nhanh chóng nói với cháu để cháu chuẩn bị. Đúng vậy, là phiền chú rồi. Cảm ơn. Tạm biệt chú. Đi. Anh Tiểu Mã. Anh Tiểu Mã, mở cửa đi. Bất luận thế nào cũng phải ăn chút gì đi anh Tiểu Mã. Anh Tiểu Mã. Anh Tiểu Mã. Anh không mở cửa em không đi đâu anh Tiểu Mã. Bác Yến, mở cửa đi Tiểu Mã. Tiểu tử này làm gì vậy? Buông ra đi. Được rồi. Tiểu tử còn làm gì vậy? Tiểu Mã mở cửa đi. Mau mở cửa. Anh Tiểu Mã, em cầu xin anh mau mở cửa đi. Mở cửa ra. Đừng ồn nữa, hai người đi trước đi. Đưa cái này cho mẹ, đi trước đi. Đi đi. Tiểu tử còn không mở cửa thì cả nhà chúng ta đều xem thường cậu. Cậu là con rùa rụt cổ. Đừng nói nữa, đi đi. Hai người đi đi, đi trước đi. Ở đây giao cho mẹ, đi đi. Tiểu Mã à, mở cửa đi. Họ đi hết rồi. Cháu mở cửa đi. Để bác Yến thăm cháu được không? Tiểu Mã à, đây là món Phật nhảy từ của Mỹ Lê hầm cho cháu. Ngửi mùi vị này thì bác liền biết đây là lần nấu ngon nhất của nó. Bác Yến này đã nuôi nó 20 mấy năm rồi, vẫn chưa từng ăn được món Phật nhảy từ mà nó đặc biệt nấu cho bác. Cháu có thể mở cửa ra được không? Để bác ăn ké một chút canh của cháu.
Tiểu Mã, trên người có vết thương không mất mặt đâu, trong lòng có vết thương cũng không có gì lớn lao, đó đều là vết thương nhẹ. Điều này chứng tỏ cháu đã trưởng thành rồi, là đàn ông rồi. Đàn ông xấu xí hay đẹp trai cũng không quan trọng, thất tình dại lực cũng là chuyện bình thường thôi. Nào mở cửa ra đi, để cho bác Yến xem thử. Nào mau mở cửa đi, tiệm bạc của chúng ta có phải là đàn ông không? Tiểu Mã, mau mở cửa đi. Đứa trẻ này, bác Yến biết cháu rất hiếu thảo, cháu sợ bác Yến đau lòng, sợ bác Yến nhìn thấy gương mặt của cháu thì sẽ bị dọa sợ. Chuyện này thì cháu không biết rồi, bác Yến này to gan lắm. Có một lần, lúc ba cháu bằng tuổi này của cháu lén lút đi ra biển bơi lội, bị sóng lớn đập vào trong bãi đá, trên người còn bị giò ốc, trên bị cứa cho không ít vết thương. Y tá giúp ông ấy sát khuẩn khử độc, vừa mới cử động nhẹ vào thì ông ấy liền la hét như ma khóc. Bác thì mặc kệ, bác giờ lấy chai thuốc đỏ bôi lên cho ông ấy. Mặc kệ ông ấy la hét như thế nào, bác chỉ coi như là gió thổi ngoài tai. Kết quả cháu đoán xem như thế nào. Ông ấy la hét rồi từ từ hết la nữa, sau đó còn cười thành tiếng. Cháu nói xem, con người có phải rất thú vị không? Cháu càng cảm thấy nó nghiêm trọng, nó sẽ càng nghiêm trọng. Cháu càng cảm thấy nó đau. Tiểu Mã, đứa trẻ này không sao, không sao hết. Khóc đi cháu, bác Yến biết là cháu rất ấm ức. Cháu là một đứa trẻ tốt, là một đứa trẻ tốt. Không sao, không sao đâu. Không sao. Đứa trẻ tốt. Cô kêu tôi đến là có chuyện gì sao? Có gì thì cứ nói thẳng đi. Tôi vẫn còn rất nhiều công việc chưa xử lý. Tôi muốn nghe cô nói trước. Nói cái gì? Chắc là cô cũng biết tôi muốn nghe cô nói cái gì mà. Không biết cô có ý gì? Không phải chứ. Cô thông minh như vậy, đáng lẽ nên biết. Để tôi nhắc nhở cô, là chuyện về phương diện nghiệp vụ của công ty. À, là đơn hàng kia phải không? Tôi đã báo cáo rồi, bởi vì có người đưa giá thấp hơn chúng ta. Chính là như vậy đó. Chuyện tôi muốn nghe không chỉ là về chuyện đơn hàng. Tôi muốn cô nói tôi nghe chuyện về văn sáng viên. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Cô phải chú ý đề phòng Lý Tinh kia của công ty cô. Lý Tinh sao vậy? Gần đây trước sau mỗi một lần Kiệt Đằng có động thái gì thì tài khoản cô ấy đều nhận được một khoản tiền 50.000. Chuyện này cũng không thể trùng hợp đến như vậy. Hơn nữa, tài liệu hạng mục văn sáng viên là do Lý Tinh nắm giữ. Khi đó cũng là cô ta báo cáo cho ba cô biết, nói là không có vấn đề gì. Bên trong chuyện này có ẩn khúc rất lớn. Anh nghi ngờ Quế là người của Bạch Cương, nên nói là chắc chắn. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó là lạ. Lạ cái gì? Anh nói đi, Steven. Cô biết lúc ban đầu tại sao tôi nghi ngờ cô ta không? Chính nhờ lúc cô ta quay về Thượng Hải, ba cô đã kêu tôi đi đón cô ấy. Tôi vô tình nhìn thấy được ở trong túi của cô ấy có một bức ảnh của Bạch Cương. Thank you.
Cô thích Bạch Cương phải không? Đáng tiếc bây giờ anh ta đã là chồng của tôi rồi. Chuyện giữa hai người chẳng lẽ anh ta không nói tôi biết sao? Không, không thể nào. Anh ta không thể nào đâu. Anh ta, tôi xin lỗi cô Diệp. Tôi biết tôi sai rồi. Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Xin cô đó, cô Diệp. Đủ rồi, đừng có khóc nữa. Cô là người cũ của Diệp thị chúng tôi, hơn nữa làm gì cũng rất cố gắng, chúng tôi đều nhìn thấy hết. Bây giờ chúng ta bàn bạc. Cô chỉ có hai con đường có thể đi. Một là cô có thể rời khỏi công ty của tôi. Còn nữa, không cô Diệp, tôi không thể rời khỏi Diệp thị. Tôi đã đem thanh xuân tươi đẹp nhất của tôi cống hiến hết cho Diệp thị rồi. Tôi thực sự không thể rời khỏi công ty. Cô đừng đuổi tôi đi mà. Cô cho tôi một cơ hội đi. Tôi đảm bảo sau này sẽ không phạm phải lỗi lầm như vậy. Cô Diệp à, cô cho tôi thêm một cơ hội đi. Hãy để tôi tiếp tục làm việc cho Diệp thị. Tôi thực sự không thể nào rời khỏi Diệp thị. Vậy cô muốn ở lại có phải không? Rất tốt. Cô muốn ở lại như vậy tôi thấy rất vui. Vậy được thôi. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng khiến công ty có thể tốt hơn. Cô phải biết là nếu như Diệp thị thực sự sụp đổ, bất luận Bạch Cương đã đồng ý với cô những gì, e là cũng không còn nơi để thực hiện nữa. Cô yên tâm, tôi nhất định dốc hết sức lực. Được. Bây giờ tôi muốn cô nói rõ ra hết cho tôi biết toàn bộ những chuyện mà Bạch Cương đã kêu cô làm. Hơn nữa tôi còn muốn cô làm vài chuyện cho tôi. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở cô, những chuyện này tốt nhất là chỉ có tôi và cô biết. Tôi hiểu rồi.